Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Thì hôm nay Vương xin phép tiếp tục cái chuỗi series video về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và cái lợi ích của con trùng quế cho nông nghiệp bền vững. Thì cũng đáp ứng các câu hỏi mà những cái video trước Vương đã đề cập, thì các cô chú bác anh chị cứ hỏi và Vương sẽ tập hợp lại những câu hỏi nào mà tần suất hỏi nhiều nhất, và Vương sẽ dành một video để giải đáp cho những cái câu hỏi đa số đó trước. Thì cái câu hỏi đó là trong canh tác nông nghiệp bền vững á, thì cái khâu cải tạo đất nó có quan trọng không? Thì hôm nay Vương sẽ trả lời câu hỏi này, bởi vì câu hỏi này nó quá hay luôn, nó cũng đụng đến cái tâm huyết và cái quan điểm mà Vương cho là rất là quan trọng trong cái canh tác nông nghiệp bền vững. Bền vững là hiện tại, quá khứ và tương lai nó phải cân đối với nhau, nó không có bị cắt đứt quãng trong quá trình mà chúng ta canh tác sản xuất, thì vậy mới gọi là bền vững. Hay nói theo định nghĩa của cái vấn đề phát triển bền vững, đó là phát triển bền vững là đáp phát triển không chỉ đáp ứng được những cái nhu cầu của các thế hệ hiện tại mà còn đáp ứng được nhu cầu của các thế hệ tương lai. Tức là tài nguyên chúng ta sử dụng ở hiện tại vẫn phải đảm bảo cho việc cho thế hệ tương lai vẫn được tiếp tục sử dụng nguồn tài nguyên mà thế hệ hiện tại đang sử dụng. Vậy mới gọi là bền vững. Thì đó là một cái định nghĩa mà Vương thấy khá là dễ hiểu. Thì trong nông nghiệp bền vững cũng vậy. Bền vững tức là chúng ta canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, bất cứ lĩnh vực nào thì chúng ta cũng phải quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đấy. Thì bảo vệ môi trường sẽ giúp cho cái vấn đề bền vững nó được đúng nghĩa theo nghĩa đen của nó. Thì như ông bà mình đã nói trước giờ, đó là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Thì hàng trăm, hàng ngàn năm trước, ông bà mình đã canh tác, đã làm nông nghiệp và đúc kết được rất là nhiều kinh nghiệm, và cái câu nói này cũng từ đó mà ra: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Yếu tố đầu tiên đó là nước. Nước tưới là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng. Nó cung cấp, nó giúp hòa tan những cái dưỡng chất trong đất, cũng như là cung cấp và làm mát đất, cũng như là kích hoạt cho những cái dinh dưỡng trong đất chuyển hóa từ dạng khó tiêu sang dạng dễ tiêu, và làm mát đất cũng như là tạo cái điều kiện để cho bộ rễ nó hấp thụ một cách tuyệt vời nhất, từ đó sẽ giúp cân đối dinh dưỡng cho thực vật phát triển. Đây Vương sẽ đề cập sâu hơn trong cái lĩnh vực đó là trong cái mảng trồng trọt nha mọi người, còn cái mảng chăn nuôi thì Vương sẽ làm những cái video tiếp theo. Đấy, thì nước là một trong những yếu tố quan trọng mà Vương cảm thấy rất đúng, nó là yếu tố quan trọng hàng đầu. Ở đâu đất có nước, ở đó làm nông nghiệp được. Đấy. Thứ hai, nhất nước, nhì phân. Phân thì ngày xưa ông bà mình làm những cái phân hóa học mà xài, chủ yếu là những cái loại phân như phân chuồng, phân hoa, phân cừu, phân dê, nói chung là phân gia súc gia cầm, ông bà mình tự ủ, tự sử dụng, tự bón cho đất thôi. Đấy. Thì lúc ấy thì cái nền đất thực sự rất là nhiều hữu cơ, rất là bền, và cái độ phì của nó rất là cao, nên việc canh tác nông nghiệp giúp cây cối phát triển bộ rễ lúc đó Vương có thể nghĩ là nó là cực đại đấy. Bởi vì ngày xưa không có phân hóa học thì cái nền đất mình cứ bổ sung hữu cơ liên tục, phân bò, rác hữu cơ, rau củ quả ủ đi, rồi bắt đầu ông bà mình trồng cây thì cơ bản tốt. Đấy. Nhưng mà sau cuộc cách mạng nông nghiệp thế giới thì bắt đầu rồi người mới phát minh ra cái phân hóa học. Thì cái phân hóa học đúng là nó cũng có lợi ích, nhưng mà bên nó cũng có những cái mặt trái của nó. Lợi ích thì nó giúp tăng năng suất, bởi vì phân hóa học thì cái dinh dưỡng rất là đậm đặc, bốn màu đất cây nó ăn liền, nó ăn nhanh, nó cho ra năng suất nhanh. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lạm dụng 4 ngày này qua tháng nọ như vậy thì vào cái sự tồn dư trong đất, cái phân hóa học, những cái hoạt chất hóa học canxi, natri, kali đó, nó tạo sự keo tụ thì nó sẽ không tốt cho cây trồng. Đấy. Và khi mà cái hóa học nó tích tụ lâu dài trong đất thì nó sẽ làm tụt pH đất. Ngày xưa ông bà mình thì 4 phân hữu cơ thì cái pH đất khá là ổn định, Vương nghĩ là như vậy. Còn khi mà 4 phân hóa học nhiều, thời gian đầu cây nó tốt, bởi vì nó hấp thụ nhanh liên tục mà. Nhưng mà thời gian sau thì cái sự tích tụ, keo tụ nó dẫn đến cái tình trạng đó là tuột pH của đất. Khi mà tuột pH của đất như vậy thì những cái yếu tố như là áp suất thẩm thấu nó sẽ tác động đến bộ rễ của cây. Khi mà áp suất thẩm thấu nó bị thay đổi thì rễ cây nó không thể nào nó hút được dinh dưỡng. Thì theo khoa học, cái sự ưu trương nó sẽ ưu tiên, tức là những cái nơi cái áp suất thẩm thấu cao sẽ tràn vào những cái nơi cái áp suất thẩm thấu thấp. Đấy. Nhưng mà khi mà áp suất thẩm thấu nó bị thay đổi thì không thể nào mà rễ cây nó hút được dinh dưỡng. Nó phải cật lực hút được dinh dưỡng thay vì cái áp suất thẩm thấu nó cân đối. Đấy.
Và phân hóa học cũng là một trong những yếu tố làm thay đổi áp suất thẩm thấu và cây nó không thể nào hút được dinh dưỡng. Nên khi mà chúng ta bón phân hóa học quá nhiều cho đất thì đến một giai đoạn nào đó đất nó bị chai, bị cứng, chúng ta không thể nào mà làm cho đất màu mỡ mà cây nó sẽ không phát triển được nữa, dù có bón nhiều phân cỡ nào đi chăng nữa. Đó, thì đó là yếu tố phân. Và phân hữu cơ thì nó ngược lại, tuy cây nó ăn, nó hấp thụ dinh dưỡng từ từ bởi nhưng mà cái độ bền vững của nó rất là tốt, cái nền đất phì hữu cơ tốt thì rễ cây nó sẽ đâm và len lỏi nhiều sâu trong đất, nó sẽ hút được nhiều nước và dinh dưỡng. Thì đối với sinh lý thực vật thì đây là một cái khái niệm khá là cơ bản. Một cái cây ăn trái cơ bản thì cái rễ cọc là cái rễ giúp hút nước và giúp thăng bằng giữ cố định cái cây đứng vị trí nào đó ở trên một cái bề mặt của cái đất. Còn cái rễ tơ là cái rễ tơ nhỏ, rất là nhỏ, nó có hầu như rễ tơ là rất là nhỏ, nó nằm ở phía trên bề mặt. Thì chính là cái rễ tơ này là những cái rễ tơ hút dinh dưỡng, những cái dinh dưỡng đạm, lon, kali, nói chung là đa chung vi lượng, nó sẽ hút cái tầng rễ bằng cái tầng rễ tơ này. Đấy. Nên khi chúng ta bón phân vào đất thì chúng ta sẽ bón xung quanh cái tán của cái cây và cách cái gốc ra khoảng tầm 1 gang 2 gang tay tùy vào tuổi cây và cái độ lớn cái tuổi cây. Đấy. Thì cái vấn đề này thì Vương sẽ làm một cái video cụ thể hơn để nói về sự kỹ thuật bón phân hữu cơ làm sao cho đúng, và cái kỹ thuật xử lý làm sao cho rễ cây nó phát triển một cách bền vững cũng như là không tốn kém, thì video sau Vương sẽ làm ha. Thì quay lại chủ đề của chúng ta, nói về cái câu nói của ông bà mình, đó là nước nước nhị phân tam cần tứ giống. Cần ở đây là cần cù, cái sự tỉ mỉ chăm sóc quan tâm đến cây cối vật nuôi của mình, hay nói một cách khoa học hơn đó là cái yếu tố kỹ thuật, sự hiểu biết của chúng ta áp dụng máy móc khoa học kỹ thuật vào trong canh tác sản xuất. Ông bà mình ngày xưa thì cái thời đại đó thì chưa có máy móc thiết bị nhiều, thì chủ yếu là sử dụng lực tay chân là chính, hoặc là gia súc để làm cày kéo. Còn hiện tại thì bây giờ chúng ta sử dụng tư duy chất xám để tạo ra những cái máy móc thiết bị như là những cái con drone phun xịt thuốc, rồi những cái cảm biến sensor để biết được pH, độ mặn, rồi hàm lượng dinh dưỡng trong đất và mật độ vi sinh có lợi có hại, rất là nhiều cái chỉ tiêu mà chúng ta có thể đúc cái sensor xuống mà bấm nút thì nó hiển thị ra trên màn hình liền. Đấy. Đó. Yếu tố thứ ba là cần. Cần đây là cần cù, và trong cái xã hội nông nghiệp hiện đại như hiện nay thì cái yếu tố chất xám và yếu tố bền vững cũng cực kỳ quan trọng, bởi vì con người hầu như là nó quyết định hết tất cả các lĩnh vực, các khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Tư duy con người tốt thì hoạt động sản xuất sẽ tốt, còn tư duy không tốt nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sản phẩm cũng như là cái vấn đề bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp. Và yếu tố thứ bốn là giống. À, giống tức là ngày xưa thì những cái giống bản địa, những giống thuần chủng như bầu bí mướp gì đó thì ông bà mình trồng và lấy giống lại trồng thôi. Nhưng mà hiện tại thì công nghệ sinh học nó phát triển, nó tạo ra rất là nhiều loại giống cây trồng vật nuôi, thậm chí biến đổi gen luôn. À, thì cái khái niệm biến đổi gen GMO á, thì sẽ chia thành hai trường phái, sẽ có trường phái ủng hộ và có một trường phái không ủng hộ. Nhưng mà để tạo cái sự tôn trọng cho người tiêu dùng thì khi mà chúng ta sử dụng ở nước ngoài, họ sử dụng những cái hạt giống biến đổi gen á, bắp hay là đậu biến đổi gen, thì bắt buộc chính quyền ở nước sở tại họ phải yêu cầu cái nhà sản xuất phải ghi trên nhãn của cái bao bì đó là thực phẩm GMO, thì người tiêu dùng họ có được quyền sử dụng hay là không sử dụng là quyền của họ, chứ không có phải là một số nước phát triển là họ không cấm nha. Đấy. Còn bản thân mình thì mình thích trồng những cái gì thuần tự nhiên, giống bản địa đó là khó nhất. Đấy. Thì bốn yếu tố nhất nước gì phân tam cần tứ giống chúng ta hài hòa lại với nhau thành một hình tròn để tạo ra một cái sự bền vững trong canh tác nông nghiệp. Và cái câu hỏi đó là cải tạo đất nó quyết định như thế nào và nó tầm quan trọng của nó như thế nào đối với canh tác nông nghiệp, thì cải tạo đất là một trong những điều tiên quyết đầu tiên cực kỳ quan trọng trong canh tác nông nghiệp bền vững. Tôi xin nhấn mạnh đó là canh tác nông nghiệp bền vững. Canh tác nông nghiệp bền vững chúng ta phải canh tác trên nền đất, đất sinh ra tất cả nhưng cũng sẽ hủy diệt tất cả, đất nuôi sống cả thế giới này nhưng cũng sẽ hủy diệt cả thế giới này nếu chúng ta biết hiểu đất mẹ, và chúng ta làm cho đất mẹ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn thì chính đất mẹ sẽ nuôi sống cả nhân loại. Vì vậy nên khi mà chúng ta làm nông nghiệp á, cái điều tiên quyết là phải có một miếng đất, đúng không? Miếng đất nó có thể có cái hồ, cái ao, hoặc là có cái đồi, cái núi, hoặc là có một cái hàng cây trăm năm ở đó sẵn. Nhưng mà khi mà chúng ta canh tác, chúng ta phải quy hoạch làm sao cho nó chỉnh chu, để làm sao mà tiết kiệm sức lao động nhất có thể, đường đi, hạ tầng, rồi hệ thống tưới như thế nào là hợp lý, bón phân như thế nào là hợp lý. Đấy, thì đất là cái khâu quan trọng nhất trước khi mà chúng ta trồng cây xuống, thì chúng ta phải cải tạo đất. Và trong thời gian cải tạo đất thì chúng ta sẽ chọn lọc, tìm ra những loại phân tốt nhất nè,
phân hữu cơ vi sinh, phân trùng quế, tìm ra những loại giống tốt nhất nè. Đấy. Rồi tìm hiểu về kỹ thuật, rồi về tư duy làm nông nghiệp bền vững nè. Đó, ba yếu tố cuối. Và yếu tố đầu tiên đó là nước. Thì đương nhiên làm nông nghiệp chúng ta phải có nước, có thể là nước sông, nước suối, nước giếng khoan hoặc là nước mặt, vân vân. Đấy, rất là nhiều nguồn. Còn cái khâu đất là cái khâu chúng ta hài hòa cân đối với cái tố là đất, nước, phân và kỹ thuật để làm sao cái miếng đất đó được cải tạo tốt nhất. Thì Vương sẽ ví dụ một cái trường hợp thế này, ví dụ như trồng dưa lưới đi. Để bắt đầu một mùa vụ mới thì thường là dưa lưới thời gian thu hoạch của nó khoảng tầm 70 đến 85 90 ngày là hết. Thì trung bình khoảng 80 ngày kể từ khi trồng cây con đến khi thu hoạch cái trái là khoảng tầm cho khoảng tầm 80 ngày đi. Thì 15 ngày đầu, 15 đến 20 ngày đầu là cái khoảng thời gian mà chúng ta ươm hạt giống trong cái bầu. Để cái khi mà cái cây dưa lưới con nó ra lá thật rồi đó, ít nhất từ 2 đến 3 lá thật trở lên thì chúng ta mới bứng cái bầu. Mỗi bầu là một cây dưa lưới con chúng ta mới trồng ra đất. Thì cái đất đó trong thời gian mà chúng ta trồng và ươm chờ cái cây dưa lưới con nó ra cái lá thật đó, để trồng ra đất đó, hay là trồng vô bầu đó, thì chúng ta phải cải tạo đất. Và trồng dưa lưới là chia thành hai trường phái, trồng trong bầu, tưới nhỏ giọt tự động. Và trường phái thứ hai là trồng trực tiếp trên luống đất. Và Vương sẽ đề cập và nói chia sẻ về cái khía cạnh đó là trồng trực tiếp trên luống đất. Đấy, thì trong vòng 15-20 ngày mà chúng ta ươm khay, ươm mà gieo hạt xuống á, thì chúng ta sẽ cải tạo đất. Cải tạo đất ở đây là chúng ta sẽ cày xới ở một cái độ sâu vừa phải, chứ không phải chúng ta cày xới vô tội vạ. Đấy, thì dưa lưới thì là một loại cây ngắn ngày, bộ rễ nó phát triển cũng không có sâu lắm đâu. Cũng tầm 30 đến 50 cm đổ lại trên tầng lớp mặt là hết. Đấy. Thì cái việc cải tạo đất và tạo lên một cái độ sâu tầng đất mặt canh tác là khoảng 50 cm thì đều bắt buộc quan trọng. Thì cái việc cày xới, bổ sung hữu cơ, bón lót hữu cơ vi sinh vào và chúng ta làm cỏ. Một số chỗ thì chúng ta không có phủ lớp bạc nông nghiệp và một số chỗ thì người ta phủ lớp bạc nông nghiệp. Thì phủ hay không phủ không quan trọng, quan trọng là cái khâu cải tạo đất. Thì trước khi mà chúng ta cày xới, chúng ta sẽ kiểm tra xem cái đất đó trước đây đã trồng cái gì rồi. Bởi vì cây dưa lưới là một loại cây cực kỳ nhạy cảm, nó là cây công tử và rất là dễ bị mắc bệnh. Nếu như cái đất đó trước đây đã trồng một số loại cây như là cây cà chua hay là cây dưa hấu thì đương nhiên nó có liên quan đến cái cây dưa lưới, thì những cái mầm bệnh, những cái loại cây như cà chua, dưa hấu, dưa leo nó cũng sẽ là tác nhân tiếp tục tồn tại trong cái đất này và gây bệnh cho cái dưa lưới. Thì chúng ta phải kiểm tra xem cái đất đó đã trồng cái gì rồi. Nếu như nó chưa trồng cái gì thì tốt, đất nguyên thủy thì tốt, thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp theo thông số pH và ISO. pH là chúng ta sẽ biết được độ chua của đất hay là độ kiềm của đất. Nếu mà đất trồng dưa lưới thì độ pH khoảng tầm từ 5.7, 5.8 đến 6.7, 6.8 hoặc trung tính thì quá tuyệt vời. Nói chung từ 5.5 đến 6.5 là khoảng pH tuyệt vời để chúng ta trồng dưa lưới ha mọi người. Và khoảng pH này cũng là cái khoảng pH của hầu hết tất cả các loại cây trồng. Và cái khoảng áp suất thẩm thấu tuyệt vời để cho rễ cây nó hút nước, hút dinh dưỡng, nó không có sự thay đổi trên lệch áp suất để cho nó không có bị ưu trương hay là dinh dưỡng nó không có bị hao hụt. Đấy. Thì sau khi kiểm tra rồi, nếu như bà pH, ISO, dinh dưỡng nó đảm bảo ok thì chúng ta bổ sung một lượng hữu cơ vừa phải thôi, không cần nhiều, bởi vì bản thân cái đất nó đã màu mỡ và nó phì nhiêu sẵn rồi. Thì chúng ta cày xới để tạo cái độ xốp lên luống, và sau đó là chúng ta sẽ đợi đúng 15 hoặc 20 ngày mà cái cây dưa lưới con nó ra lá thật và chúng ta sẽ bứng ra trồng. Và trong thời gian mà chúng ta làm luống, làm đất thì đương nhiên chúng ta sẽ thiết kế cái đường nước tưới luôn. Và nước tưới dưa lưới phải là cái nước sạch, nó không có bị nhiễm khuẩn, nhiễm phèn. Vì như Vương nói, cái dưa lưới là một loại cây nó khá là nhạy cảm, nên khi mà chúng ta lấy những cái nguồn nước bị ô nhiễm thì tưới cho dưa thì nó rất là dễ bị bệnh. Thì tốt nhất là lựa chọn những cái nguồn nước sạch, an toàn, đủ chuẩn để tưới cho cây dưa. Còn nếu chúng ta cảm thấy nghi vấn thì chúng ta có thể đưa vào một cái hồ điều hòa, chúng ta xử lý trong đó, xử lý bằng vi sinh hay là xử lý bằng những cái phương pháp hóa lý để chúng ta đảm bảo cái chất lượng nước ổn định, là chúng ta mới hút cái nước đó lên bơm tưới cho dưa lưới. Và hệ thống tưới cho dưa lưới hầu như hiện tại là người ta sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Còn tưới nhỏ giọt thì có hàng trăm, hàng chục cái loại ống tưới nhỏ giọt, thì tùy vào nhu cầu và cái hình thức canh tác của bà con, của quý khách thì chúng ta có thể chọn cái hệ thống tưới nhỏ giọt làm sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất. Và dưa lưới là một loại cây ưa nắng, chịu nhiệt, nên những cái vùng đất như Ninh Thuận, Bình Thuận và những cái khu vực mà duyên hải miền Trung á, khí hậu nắng nóng khá là phù hợp để chúng ta trồng dưa lưới. Nhưng mà cây dưa thì cực kỳ sợ mưa, nên khi mà làm nhà màng chúng ta phải có một cái lớp màng ni lông ở trên để không có cho nước mưa lọt xuống. Hai bên hông
chúng ta làm nước cước để cho không khí nó lưu thông, để tạo cái độ thông thoáng và mát cho cái vườn của chúng ta. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta cải tạo đất rồi, bổ sung hữu cơ rồi, thì chúng ta sẽ lắp hệ thống tưới. Lắp hệ thống tưới xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu đợi khi cái cây con nó đủ chuẩn thì chúng ta sẽ bước ra trồng. Và cái phân hữu cơ vi sinh thì trên thị trường có rất là nhiều. Phân bò, phân gà, phân heo, ủ hôi rất là nhiều. Nhưng Vương thì bản thân Vương tìm hiểu và nghiên cứu rất là kỹ về cái phân trùng quế, thì bản thân Vương rất là khuyến cáo cho bà con mình sử dụng cái phân trùng quế. Bởi vì phân trùng quế thì pH của nó hầu như trung tính bằng 7. Đấy. Dinh dưỡng đa trung quy lượng đều có đầy đủ cả. Và nó có luôn cái hàm lượng vi sinh vật có lợi rất là tốt để giúp cải tạo đất và bảo vệ bộ rễ của cây dưa lưới đối kháng là những cái chủng vi sinh có hại, đặc biệt là cái con Fusarium gây bệnh thối, cái bệnh thối nhũng, thối rễ hay là lợi cô rễ. Đấy. Thì trung bình mỗi cây dưa lưới chúng ta sẽ bón khoảng tầm 0,5 đến 1 kg phân trùng quế tươi, độ ẩm khoảng 75 đến 80% đối với những cái việc mới là chúng ta trồng dưa lưới ra đó. Thì một cái nhà màng như vậy bao nhiêu cây thì chúng ta sẽ tính vào cái mật độ cây, chúng ta nhân cho hệ số cũng 0,5 đến 1 rồi chúng ta ra được cái lượng phân hữu cơ trùng quế chúng ta bón vào. Còn đối với những cái hộ mà trồng dưa lưới trong bầu gió thể bự á, tưới nhỏ giọt vô thì chúng ta phải qua cái khâu xử lý sơ dừa. Cái chất lignin ở trong cái sơ dừa thì rất là chát, thì nó không có tốt, chúng ta phải xử lý xong xuôi hết chúng ta sẽ phối trộn thêm hữu cơ phân trùng vào. Đấy. Thì tùy vào nhu cầu thì chúng ta có thể trộn 70% sơ dừa, 30% phân trùng quế hay là 4-6 gì cũng được để chúng ta bổ sung vô, chúng ta mới trồng cây con và chúng ta tưới nhỏ giọt. Và nhỏ giọt là chúng ta vừa kết hợp tưới nước và tưới dinh dưỡng luôn. Đấy. Tưới nhỏ giọt theo hình thức bầu thì nó có cái nhược điểm là chúng ta phải tưới liên tục, bởi vì cơ bản cái giá thể nó rút nước rất là nhanh. Còn mà tưới dinh dưỡng qua cái luống, cái nền đất mà chúng ta trồng trực tiếp cây dưa lên cái nền đất thì nó sẽ thời gian tưới dinh dưỡng nó sẽ ngắn hơn, lâu hơn. Thay vì ngày nào cũng tưới, một ngày tưới vài cử thì chúng ta khoảng vài ngày chúng ta tưới một lần phân. Còn trung bình kiểm tra độ ẩm đất của chúng ta tưới nước là chính. Đấy. Thì nếu như chúng ta cải tạo đất tốt thì một năm chúng ta có thể trồng được khoảng 3 đến 4 vụ dưa lưới. Và Vương cũng khuyến cáo là dưa lưới vòng đời cũng 80 ngày thì một năm chúng ta trồng 3 vụ là được rồi. Còn thời gian còn lại chúng ta để cho đất nghỉ và cải tạo đất. Đó chính là yếu tố quyết định sự bền vững của trồng dưa lưới. Chúng ta cứ siết ép liên tục, trồng hết vụ này cải tạo đất, trồng lại liên tục, cái đất nó sẽ bị, nói chung cũng giống như mình vậy, cày quá cũng mệt, đất cũng vậy, hệ vi sinh và dinh dưỡng trong đất cũng vậy. Chúng ta cứ liên tục như vậy thì đất nó sẽ bị chai, bị cứng và nó sẽ không có một cái độ dạng như độ nghỉ, mà cái hệ vi sinh trong đất thì nó sẽ không có thời gian phát triển bền vững và nó sẽ làm cho cái đất chúng ta sẽ bị chai. Đấy. Thì đương nhiên cái phân mà tưới dưa lưới là cái phân hóa học, nó hòa tan trong nước 100%. Chúng ta tưới liên tục mà trong đất nó không có một cái độ nghỉ và cái sự chuyển hóa các vi sinh trong cái nền đất hữu cơ của chúng ta, mà chúng ta tưới liên tục như vậy thì dinh dưỡng sẽ tích lũy và như Vương nói lúc đầu nó gây ra hiện tượng chai, áp suất thẩm thấu thay đổi, pH tụt và cây dưa lưới nó sẽ rất là dễ bị bệnh. Nên khi mà làm kinh tế, làm dưa lưới chúng ta phải cân đối giữa yếu tố kỹ thuật và yếu tố kinh tế để làm sao hài hòa giữa hai yếu tố này thì chúng ta mới phát triển và có thêm nhiều lợi nhuận từ việc trồng dưa lưới nó riêng và những loại cây trồng khác. Phải cho đất nghỉ, đất là khâu quan trọng nhất, nó quyết định đến năng suất của cây trồng cũng như là giúp cho cây trồng khỏe mạnh và tăng sức đề kháng, chống chọi lại dịch hại, đặc biệt là trong thời gian gần đây là khí hậu cực kỳ khắc nghiệt và nóng. Đấy. Nên một số lưu ý để cho bà con và quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn phần nào về cái vai trò của cái việc cải tạo đất trong canh tác nông nghiệp, đặc biệt là việc trồng dưa lưới. Và trong cái video sau, Vương sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái kỹ thuật để nhận biết được là đất đó, pH đó, EC đó nó có phù hợp với chúng ta trồng cây không và cái giải pháp khắc phục xử lý như thế nào. Thì Vương sẽ từng bước làm nhiều video để đáp ứng những cái câu hỏi của quý bà con và quý khách hàng. Một lần nữa Vương xin cảm ơn và kính chúc bà con quý khách hàng khoảng thời gian vui vẻ và học hỏi thêm được nhiều kiến thức về nông nghiệp bền vững, tuần hoàn, ứng dụng dựa trên nền tảng của con trùng quế. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú và muốn chia sẻ và học hỏi thêm những cái kiến thức trong những chuỗi series khác thì xin hãy nhấn like, đăng ký kênh YouTube Vương Trùng Với thì Vương sẽ chia sẻ và kết nối cũng như là sử dụng hết tất cả những kiến thức của mình để kết nối với mọi người và chia sẻ để chúng ta cùng nhau học hỏi lẫn nhau. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.